mô hình kinh doanh của doanh nghiệp thì của HND với của QTP là giống nhau. Về cơ bản thì nó đều dùng than cả. Thì có khác nhau một chút xíu, đó là HND dùng cái than mác A5 và A6. Còn QTP thì chỉ dùng một loại A5 thôi. Đó, thì loại đó là như thế nào thì anh chị có thể tìm hiểu thêm trên mạng. Đúng không ạ? Còn về cái chuỗi giá trị sản xuất điện của hai doanh nghiệp HND và QTP như sau. Đầu tiên, cái nguyên liệu đầu tiên quan trọng nhất đối với hai cái doanh nghiệp nhiệt điện than này thì tất nhiên là than rồi. Đúng không ạ? Than thì là than cám, đúng không ạ? Than cám. Rồi là tiếp theo, không những là chỉ có than mà nó còn có dầu, dầu FO. Đó, có dầu. Rồi là nhân công rồi vân vân, máy móc thiết bị. Khi mà đưa than và dầu vào lò hơi. Đúng không ạ? Bên cạnh đó thì đúng không ạ? Lò hơi rồi là có nước rồi là chảy qua tua bin rồi vân vân, nó cứ chảy vòng. Đó. Thì lò hơi khi đưa vào lò hơi ấy, thì nó sẽ đốt, nó tạo ra nhiệt lượng, nó tạo ra cái sức đẩy vân vân để đẩy cái tua bin. Đẩy cái tua bin rồi sau đó đến nhà máy phát điện, đúng không ạ? Rồi đưa ra thị trường điện. Thì thị trường điện đây có thị trường điện cạnh tranh. Rồi là hợp đồng PPA vân vân. Đó, thì đây là một cái chuỗi giá trị sản xuất điện của HND và QTP, đúng không ạ? Đầu vào là than là chủ yếu, bên cạnh đó có dầu FO, đúng không ạ? Ngoài ra thì có thêm là nhân sự vân vân để họ vận hành, đúng không ạ? Đưa vào cái quá trình sản xuất thì đó chính là thông qua lò hơi này, tua bin này, rồi là máy phát điện, đó vân vân. Thì từ đó đưa ra cái sản phẩm chính là cái điện chúng ta đang dùng ở đây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến vào cụ thể hơn. Đầu tiên đối với tổng quan về HND thì đây là công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng, thành lập năm 2002 và lên sàn Upcom năm 2016. Thì HND có hai nhà máy, gồm nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 và nhiệt điện Hải Phòng 2 với tổng công suất là 1.200 MW. Thì để quý anh chị tưởng tượng nó to như thế nào, 1.200 M nó to như thế nào, thì anh chị hãy tưởng tượng rằng một cái thủy điện mà bình thường anh chị đến ý, nhỏ nhỏ bình thường ấy, thì đâu đó nó chỉ thường khoảng độ 10 đến 30 mê thôi. Thì tức là cái này nó 1.200 mê, gấp khoảng 40 lần so với những cái thủy điện bình thường. Hay là ở Việt Nam có hai cái thủy điện gọi là siêu to khổng lồ, đó là thủy điện Hào Hòa Bình, đúng không ạ, và thủy điện Sơn La. Thì thủy điện Hòa Bình là một cái thủy điện cực lớn. Ngày xây dựng được cái thủy điện Hòa Bình ý, thì toàn miền Bắc còn thừa điện không dùng hết cơ. Thế là phải xây cái đường 500 kV đưa điện vào trong miền Nam mà dùng vẫn không hết cơ. Đó, thì cái thủy điện Hòa Bình đâu đó cái công suất nó cũng chỉ tương đương với nhà máy nhiệt điện Hải Phòng này mà thôi, chứ nó không nhiều hơn đâu ạ. Đó là một cái thủy điện gọi là cực kỳ to. Còn thủy điện Sơn La thì nó to hơn. Khi làm cái thủy điện Sơn La phải ảnh hưởng đến 3 tỉnh và làm trong nhiều năm liền, thì nó to đâu khoảng độ gấp đôi so với cái thủy điện, so với cái nhiệt điện HND này. Thì để anh chị thấy rằng nó lớn đến như thế nào. Và tổng mức đầu tư vào cái giai đoạn 2002 nó lên đến 1,2 tỷ đô. Thì hồi đó nó tương đương với khoảng độ 20.000 tỷ. Đó, 1,2 tỷ đô. Và sau mấy năm thì nó mới đưa vào vận hành được. Và nó sản xuất một năm khoảng 7 tỷ kWh. Đó, anh chị lưu ý rằng là nếu ở nhà chúng ta một tháng chúng ta dùng khoảng độ 300-400 số điện chẳng hạn, đúng không ạ? Thì đây nó cung cấp 7 tỷ số điện một năm. Tức là một năm chúng ta dùng đâu đó có 3.000 số chẳng hạn. Một năm dùng 3.000 số điện gia đình chúng ta. Đúng không? Thì ở đây nó lên đến gọi là gấp 1 triệu lần như thế. Tức là với cái gia đình mà dùng 3.000 số điện một năm, 3.000 số điện một năm, thì cái sản lượng điện của HND này đủ cung cấp cho khoảng độ hơn 2,3 triệu gia đình anh chị nhé. Còn nếu ví dụ ở quê chẳng hạn, các cụ dùng rất là ít điện, có khi là một năm chỉ hết độ 1.000 số thôi, thì nó tương đương với khoảng 7 triệu hộ gia đình như thế dùng điện. Đó, qua đó có thể thấy anh chị có thể tưởng tượng ra được cái mức độ cung cấp điện nó lớn đến như thế nào. Và cái cơ cấu cổ đông của HND thì ở đây gồm có các bên như sau. Đầu tiên là EVN Genco 2. Thì cái mã Genco 2 này nó hình như nó có niêm yết ở trên sàn đấy anh chị ạ. Đó. Có niêm yết ở trên sàn. BGV thì phải. Đó.
Rồi tiếp theo là SCIC nắm 9%, PPC nắm khoảng độ 25,9%, 26% và các cổ đông khác khoảng 14%. Đó, như vậy nó là công ty con của EVN Genco 2. Đó, nó là con của Genco 2 với 51%. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng trao đổi tiếp theo về cái vấn đề liên quan đến đánh giá về cái tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động kinh doanh của cái công ty này. Thì đây là cái bảng kết quả kinh doanh từ năm 2017 đến hết 6 tháng năm 2022. Thì chúng ta có thể thấy doanh thu của công ty này về cơ bản nó cũng 90 rồi. Tức là nó hoạt động hai nhà máy và nó cũng chỉ hoạt động hai nhà máy đó mà thôi. Thì doanh thu nó quanh khoảng độ 9 đến 11 ngàn tỷ. Đúng không? 9 đến 11 ngàn tỷ. Thì có năm 2020-2021 có suy giảm so với 2019. Nguyên nhân do hai năm này có dính Covid, thành ra nhu cầu điện nó cũng vừa phải. Thậm chí một số nơi nó đang giảm. Ngoài ra thì cái giá bán trong những giai đoạn này nó tương đối thấp. Từ đó nó khiến cho cái doanh thu suy giảm. Đó, doanh thu suy giảm anh chị nhá. Đó. Còn về cái lợi nhuận thì ở đây lợi nhuận ròng của công ty nếu như năm 2017 đạt có 396 tỷ thì đến năm 2020 là đạt đỉnh 1.470 tỷ. Thì 2021 còn 455 tỷ. 6 tháng 2021 thì đạt có 177 tỷ thôi. Nhưng mà 2022 này thì bắt đầu trở lại với cái lợi nhuận lên đến 538 tỷ trong 6 tháng đầu năm 2022. Tức là đã nhiều hơn cả năm 2021. Đúng không ạ? Đó, đã nhiều hơn cả. Thì nguyên nhân vì sao cái giai đoạn 2017-18 lợi nhuận này thấp thế? Đó là cái chi phí tài chính giai đoạn đó rất cao. Chi phí tài chính của HND ở đây là gì? Thứ nhất, giai đoạn đó nợ vay cao, thành ra lãi vay trả cũng tương đối cao. Thứ hai, cái quan trọng hơn là giai đoạn 2017-2018 thì HND bị lỗ tỷ giá từ những năm trước. Ngày xưa thì đồng Việt Nam, đồng USD nó đổi ra một USD đổi ra được có khoảng độ 15-17 triệu, 18-20 triệu đồng Việt Nam thôi. Nhưng mà về sau thì USD bây giờ đã lên đến 23.700 đồng chẳng hạn. Thì khi đó thì HND ngày trước có cái vay gốc bằng USD cũng khá nhiều. Bên cạnh đó thì cũng có gốc vay bằng Yên Nhật. Thì cái đó khi tỷ giá bị mất như thế thì cái công ty này nó bị lỗ tỷ giá. Và lỗ tỷ giá thì nó lại để ở trong cái vốn chủ sở hữu, nó chưa ghi nhận luôn vào những năm đầu mới hoạt động. Thế thành ra là hàng năm nó lôi ra nó trích giật. Giống như hiện nay Hoàng Anh Gia Lai có lỗ tỷ giá cực lớn, nó vẫn để ở vốn chủ sở hữu âm. Nếu mà nó hạch toán luôn vào đầu năm 2022 ấy, thì Hoàng Anh Gia Lai có lợi nhuận không và thậm chí âm cả. Đó, nhưng mà nó giữ lại thì có một cái chiêu như thế thì để doanh nghiệp có thể hoãn cái việc lỗ tỷ giá đó. Đó thì 2016, 17, 18 thì công ty thực hiện rất nhiều cái vấn đề này. Thì quý vị có thể thấy lợi nhuận tài chính là âm 1.334 tỷ 2017. 2018 là âm 973 tỷ. Thì đến 2019 gần hết và 2020 là hết hẳn cái lỗ tỷ giá đó. Thì do đó cái chi phí tài chính anh chị có thấy có thể giảm rất mạnh. Ngoài ra thì cái nợ vay hàng năm của cái công ty này nó trả được gần 2.000 tỷ tiền nợ. Thì tương đương với việc cái lãi suất trung bình nó khoảng độ 6%, 5-6%. Thì nó vay USD lãi 6%, còn vay Yên lãi 4%. Thì trung bình gọi là 5-6% thì giảm được 2.000 tỷ, tương đương với giảm được hơn 100 tỷ tiền lãi vay. Thế thành ra cái chi phí tài chính nó đang giảm dần rất thấp đấy. Rất thấp. Được chưa? Đó, nó làm cho cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này tăng mạnh khi chi phí tài chính thấp. Và chính vì thế cho nên là ở các cái lớp học về đọc vị cổ phiếu và định giá cổ phiếu ở tại Học viện Ngân hàng vào cái thời kỳ năm 2018 đến 2018 thì chúng tôi sẽ đã cùng nhau cùng các anh chị học viện nghiên cứu cái cổ phiếu HND này rất sâu, rất kỹ và đưa ra quyết định mua nó ở vùng đâu đó có khoảng 9-10 nghìn, rất thấp. Và sau đó chỉ một năm sau khi 2019 kết quả kinh doanh rất tốt, hơn một năm sau thì giá cổ phiếu đã tăng gần gấp đôi mà lại còn nhận cổ tức cả. Thì đây là một trong những cái chiêu thức rất là đơn giản để chúng ta có thể gọi là đọc vị được doanh nghiệp và dự báo lợi nhuận một cách tương đối ok. Cái hồi đó thì chúng tôi dự báo rằng là khi hết cái lỗ tỷ giá thì đến năm 2019 thì lợi nhuận của
HND kỳ vọng khá thận trọng và tăng từ 400 lên 800 tỷ thôi. Thì khi tăng gấp đôi thế thì EPS nó cũng lên đến gọi là 1.600, 1.700, và với giá khoảng độ 9 chẳng hạn, 9, 8 chấm mấy 9, thì khi nó trở lại PE tốt và 10 lại ăn cổ tức thì nó đã tăng lên 16, 17, nhưng không ngờ lợi nhuận nó tăng lên 1.173 tỷ, tức là EPS là tương đương với khoảng độ hơn 2.350 đồng. Đó, thế thành ra giá cổ phiếu nó tăng lên đến 17, 18 trước trả cổ tức. Rồi 2022, 2020 lợi nhuận cũng rất tốt, rất tốt. Đó, thì 2021 thì như có trao đổi, đó là do cái dịch bệnh Covid khiến cho cái việc huy động từ thủy điện thấp, giá bán điện trên thị trường cạnh tranh giảm mạnh, từ đó làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp này thấp. Anh chị có thể thấy lợi nhuận gộp 2020 là 1.912 tỷ, thì 2021 chỉ còn ở 656 tỷ mà thôi, đúng không ạ? 656 tỷ. Đó, và 6 tháng 2021 thì là rất thấp, đúng không? Tiếp theo về cái biên lợi nhuận thì chúng tôi đánh giá rằng là đối với những doanh nghiệp như này, về mặt doanh thu thì nó tương đối ổn định, nhưng mà về mặt lợi nhuận ấy thì nó lại tương đối phập phù, nó dựa rất nhiều yếu tố, thì lát nữa chúng ta sẽ đi vào theo dõi. Và sau khi tạo đáy 2021 thì chúng tôi cho rằng là đã là tạo đáy lợi nhuận, thì 2022 sẽ tăng trưởng trở lại, nhưng mà 2022 chúng tôi kỳ vọng còn tăng trưởng trở lại còn không mạnh vào 2023, 2024 cả. Đó, bí mật đó là vì sao? Vì sao? Vì thứ nhất là cái giai đoạn 2022 này giá điện cũng có tăng trở lại rồi, nhưng nó không tăng quá nhiều trên cái thị trường điện cạnh tranh nhỉ. Còn cái thị trường điện chúng ta mua, chúng ta tiêu thụ hàng ngày ấy, người dân ấy, thì nó không tăng. Đó, đó. Thứ hai nữa là năm nay 2022 này lượng mưa rất lớn, rất tốt. Thế thành ra cái quý 3 này, quý 4 này thì người ta sẽ huy động gần như tối đa công suất từ thủy điện. Bởi vì như này, cái giá vốn thủy điện nó rẻ bằng nửa, thậm chí chưa bằng nửa nhiệt điện cơ. Nó rất thấp bởi vì nước chặn ở dòng sông. Cái suất đầu tư thủy điện nó chỉ cao hơn nhiệt điện một chút thôi. Nhưng mà nhiệt điện thì phải mất chi phí than dầu rất nhiều. Nhưng thủy điện thì nước được thiên nhiên ban tặng cho. Thế thành ra giá vốn nó cực thấp. Và khi nước nhiều như thế thì tất nhiên người ta sẽ huy động ở thủy điện nhiều hơn và nhiệt điện huy động ít hơn. Chính vì thế cho nên kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022 của HND ấy, kỳ vọng ấy, lợi nhuận nó sẽ thấp hơn 6 tháng đầu năm đấy anh chị ạ. Khả năng rất cao là như thế, đặc biệt cái quý 3 này. Đó, và sau nhiều năm thì chúng tôi mới thấy là một loạt các thủy điện ở miền Bắc này là xả lũ. Còn những năm trước thì rất hiếm khi nói đến từ xả lũ. Đúng không? Thì hiện tượng này gọi là Nalina, tức là mưa nhiều đấy, mưa nhiều. Đó, thì thủy điện huy động nhiều và nhiệt điện huy động ít. Thì khi đó kết quả kinh doanh của nhiệt điện nó sẽ không được quá tốt, quá tốt. Và 6 tháng đầu năm thì anh chị cũng đừng nhân 538 tỷ nhân đôi, tức là bằng 1.076 tỷ. Khả năng rất cao là không được con số đó. Thì để thận trọng thì chúng tôi kỳ vọng rằng lợi nhuận trong hai quý cuối năm nó khoảng độ 300 đến 450 tỷ. Đó, 300 đến 450 tỷ. Như vậy kết quả của HND dự báo cho năm 2022 này khoảng độ 840 tỷ. Gọi là 980 tỷ. Đó, thì chúng tôi kỳ vọng như vậy. Còn nếu mà sang năm mà mưa nó không nhiều nữa thì mà trong khi nhu cầu điện đang tăng rất cao, nhu cầu điện từ FDI rất nhiều, từ các doanh nghiệp Việt Nam trở lại rất tốt thông qua cái chỉ số PMI, tức là chỉ số mua hàng của nhà quản lý thì rất mạnh, FDI cũng nhiều thì tiêu thụ điện cao, thì khi đó thì có thể HND sẽ tăng cường vận hành nhà máy nhiều hơn nữa, thì có thể kết quả kinh doanh 2023 có thể sẽ tốt hơn. Còn bao giờ là có hiện tượng El Nino, cái hiện tượng gọi là ít mưa ấy mà nó xảy ra, thì thường những năm đó thủy điện không được huy động nhiều bởi vì không có nước, không có nhiều nước, thì những năm đó nhiệt điện kiếm bẫm. Thì anh chị có thể thấy năm 2020 chính là điển hình của một cái năm gọi là El Nino. Thì khi đó HND được hưởng lợi rất nhiều, năm 2019, năm 2020 lợi nhuận rất cao, từ đó mang lại cái cổ tức dần dần sẽ rất cao cho cái cổ đông của họ. Đó, thì đấy là cái đánh giá về cái kết quả kinh doanh của HND, tức là HND doanh thu thì ổn định nhưng lợi nhuận thì nó lại không ổn định, mà nó phụ thuộc vào
Thủy Điện này, Thủy Văn này, rồi nó phụ thuộc vào giá điện trên thị trường cạnh tranh. Giá điện trên thị trường cạnh tranh này phụ thuộc vào cái tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP, đầu tư nước ngoài, vân vân. Đó, thì từ đó nó mới đưa ra được cái kết quả. Ngoài ra thì nó sẽ ảnh hưởng một phần bởi cái giá đầu vào, đó chính là than cám, đúng không? Đó là than cám nữa. Đó. Còn nhìn chung về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này thì chúng tôi đánh giá rằng trong tương lai sẽ có nhiều sự tiến triển tốt. Như quý vị thấy, chi phí lãi vay sẽ giảm, lỗ tỷ giá sẽ không còn nữa. Không còn trong khi nào thì chúng ta đến phần tiếp theo anh chị nhé. Rồi, về sức khỏe tài chính của HND, chúng ta sẽ biết được điều này. Về vốn chủ sở hữu của công ty thì năm 2017 nếu chỉ có 5.185 tỷ thôi, trên cái lượng cổ phiếu là 500 triệu cổ phiếu, thì cái giá trị sổ sách của nó chỉ nhỉnh 10.000 thôi, 10.300 đồng thôi. 2018 thì công ty làm ra lợi nhuận cũng tốt, thì nó tăng lên giá trị sổ sách khoảng 11.300 đồng, 400 đồng. 2019 thì kết quả kinh doanh tốt mà trả cổ tức không hết thì giữ lại, thì lại tăng vốn chủ sở hữu, và 2020 vẫn tăng vốn chủ sở hữu lên 6.917 tỷ đồng, thì tương đương với giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cuối 2020 lên đến gần 14.000 đồng. Và đến 2021 ấy, thì người ta trả cổ tức rất cao, cho dù lợi nhuận năm 2021 của HND rất thấp, đâu đó có hơn 400 tỷ đúng không ạ, nhưng mà người ta trả cổ tức rất cao, người ta trả hơn 1.000 tỷ cổ tức cơ. Thế thành ra là vốn chủ sở hữu giảm xuống còn 6.200 tỷ. Và sau 6 tháng đầu năm thì lợi nhuận doanh nghiệp này hơn 500 tỷ, cộng thêm do HND đã ứng một lần cổ tức, thế thành ra vốn chủ sở hữu là khoảng 6.700 tỷ. Tức là giá trị sổ sách của doanh nghiệp này đâu đó khoảng độ 13.800 đồng. Đó, thì nó còn khoảng độ 1.700 tỷ có thể trả cổ tức cho anh chị. Tức là chia ra 500 triệu cổ phiếu thì tương đương với khoảng độ 3.400 tỷ có thể trả cổ tức, 3.400 đồng EPS mỗi cổ phiếu có thể trả cổ tức. Và anh chị chia sẻ cùng anh chị câu chuyện này, khi vốn chủ sở hữu nó càng lớn ấy, nợ vay nó hết dần ấy, và nó không mở rộng ấy, thì những doanh nghiệp nhiệt điện này nó có thể trả cổ tức cao hơn lợi nhuận của nó. Anh chị có thể xem lại PPC năm 2021 nó trả cổ tức đâu đó hình như nó phải lên đến 5.000-6.000, mà trong cái EPS 2021 nó rất thấp, chỉ có hơn 1.000 đồng thôi, 2.000 đồng, hơn 1.000 đồng, nhưng nó trả cổ tức cực cao. Đó, 2020-2021 trả cổ tức cực cao, bởi vì nó có một cái khoản lợi nhuận tích lũy vào trong vốn chủ sở hữu rất nhiều, và nó không dùng đến nữa, thì nó vác ra nó trả cổ tức. Đó, thì HND đây tiềm ẩn có 1.700 tỷ, tức là có EPS lên đến hơn 3.000, khoảng 3.400 đồng. Đó, thì đấy lại là một cái nguồn tương lai nó có thể trả cổ tức cao cho cổ đông. Đó, thì vừa rồi vừa nói cái trường hợp PPC, thì tôi thống kê lại là PPC đã trả tới gọi là 5.500 cổ tức năm 2021. Đó, cho dù năm 2021 lợi nhuận có 216 tỷ trên cái số lượng cổ phiếu 320 triệu, tức là có 700 đồng thôi, chưa đến 700 đồng, có 650 đồng, nhưng họ trả những hơn 5.500 cổ tức ra, bởi vì nó có cái sự dư trong cái vốn chủ sở hữu đây, lợi nhuận giữ lại những năm trước còn nhiều. Và trong tương lai của PPC thì khó có thể trả cổ tức cao nữa, bởi vì ông ấy trả gần hết rồi, gần sát với gốc rồi, tức là gần sát với cái book value 10.000 rồi, thì không trả nữa. Còn HND này là dư 1.700 tỷ này, có thể trả đấy. Rồi từ giờ đến cuối năm lợi nhuận khoảng 300-450, thế là dư thêm khoảng độ 300-450 nữa, tức là có hơn 2.000 tỷ có thể trả cổ tức. Rồi năm sau mà có lợi nhuận tốt lên đến 1.000 tỷ chẳng hạn, thế là có 3.000 tỷ trả cổ tức, chia cho 500 triệu cổ phiếu thì tương đương với 6.000 đồng cổ phiếu đấy. Thì tùy họ sẽ trả vào giai đoạn nào, như thế nào, đấy là chiến lược của họ. Đó là về vốn chủ sở hữu. Tiếp theo là về cái nợ vay. Thì đối với doanh nghiệp nhiệt điện này, chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến cái vấn đề nợ vay anh chị. Vì sao lại quan tâm đến nợ vay? Nó khác với phục đọc vị các cổ phiếu khác. Đó bởi vì nhiệt điện anh chị, nợ vay ấy thì nó quyết định đến chi phí tài chính rất nhiều, và quyết định đến cổ tức rất nhiều. Khi nợ vay còn nhiều thì người ta thường ưu tiên trả nợ vay trước khi trả cổ tức. Chính vì thế anh chị thấy những cái công ty nhiệt điện giai đoạn đầu hoạt động ấy gần như không trả cổ tức hoặc trả rất ít,
Nhưng mà khi hoạt động chín muồi một thời gian trả cổ tức rất nhiều, cụ thể như PPC, như NT2 chẳng hạn, đó có bao nhiêu trả hết bấy nhiêu, rất lớn. Đó thì nó liên quan đến nợ vay này. Thì nợ vay của công ty thì nếu như năm 2017 thì 9.000 tỷ, 2018 còn 7.200, 2017 còn 5.300, 2020 à quên 2018 còn 7.200 đúng không? 2019 còn 5.300, 5.400, 2020 còn 3.400, tức là mỗi năm 2021 còn 1.900. Mỗi năm ấy trung bình thằng này nó trả khoảng độ 1.800, 1.900 tỷ. Đó, như vậy là đến 6 tháng 2022 còn 1.500. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng giữa, thực ra là cái này quý vị đọc báo cáo tài chính sẽ biết là nó nợ đến bao giờ. Thì chỉ độ một năm nữa thôi là hết nợ. Một năm nữa, hơn một năm tí nữa thôi là hết hết sạch nợ rồi. Và khi hết nợ thì với cái lãi suất trung bình khoảng 6% chẳng hạn, cả tỷ giá khoảng 6%, thì quý vị thử nhân 1.500 tỷ lên 6%, đúng không? Tức là nó sẽ giảm được thêm khoảng độ 8-900 tỷ nữa. À, 8-90 tỷ lãi vay. Thì chi phí tài chính giảm được 8-90 tỷ nữa. Thì nó cộng vào lợi nhuận, đúng không? Một trong lý do vì sao lợi nhuận 2019-2020 tăng mạnh đó là giảm chi phí lãi vay, rồi là giảm lỗ tỷ giá. Thì đến hết 2023 thì nợ vay có thể về không. Thì khi đó thì HND tha hồ mà trả cổ tức bằng tiền mặt, đúng không? Trả ầm ầm luôn. Đó. Đó. Thì cái nợ vay nó còn có từng đó thôi. Còn vốn chủ sở hữu lên đến 6.700, như vậy tỷ lệ nợ vay có 22,7%, nó cực thấp luôn. Và lúc cao điểm thì doanh nghiệp này nợ vay lên đến khoảng độ mười mấy nghìn tỷ cơ, 15.000 tỷ cơ anh chị ạ. Đó, nợ vay lúc đỉnh điểm nó cao lắm, nó gấp 3-4 lần vốn chủ sở hữu cơ. Nhưng bây giờ nợ vay còn có hơn nghìn tỷ và chỉ hơn năm nữa người ta trả về không. Đó, thì trả về không thì anh chị yên tâm rằng cái tỷ suất cổ tức của anh chị nhận được sẽ cao. Và chỉ nhận thứ hai lợi nhuận nó sẽ tăng. Được chưa? Lợi nhuận nó sẽ tăng. Ngoài ra thì ở đây tôi cũng chú ý đến các anh chị một chút về cái tài sản cố định. 2017 tài sản cố định là 12.000 tỷ, 18 là 10.000 tỷ, 19 là 8.500, đúng không? 20 gần 6.600, 6.700, 21 gần 5.500, đúng không? 5.500. Và từ bây giờ khấu hao nó sẽ giảm dần, nó không đến mức gọi là 1.800 tỷ như trước. Từ bây giờ khấu hao nó sẽ nhỏ hơn, nó sẽ nhỏ hơn anh chị ạ. Nó sẽ nhỏ hơn. Bởi vì về cơ bản một phần của HND đã hết khấu hao rồi. Còn một phần còn lại đâu đó còn khoảng độ 5 năm nữa hết khấu hao. Thì tức là khấu hao từ năm 2022 này thì chúng tôi dự tính thì nó chỉ còn khoảng độ 1.000 tỷ thôi. Nó giảm dần. Đúng không ạ? 2018 thì khấu hao lên đến hơn 1.850 tỷ. Đúng không ạ? 2019 thì khấu hao gần 1.800. Đúng không ạ? 2020 thì khấu hao cũng 1.800. 2021 thì khấu hao thấp hơn, có 1.250 thôi. 2022 khấu hao khoảng 1.000, nó sẽ giảm khấu hao dần và kỳ vọng đến khoảng 2024-2025 khấu hao sẽ hết, tức là gần như về không. Thì khi khấu hao giảm như thế thì nó cũng sẽ góp phần làm cho giá vốn của cái điện, sản phẩm điện của HND làm ra nó rẻ đi và kỳ vọng lợi nhuận nó có thể tăng cao hơn. Thậm chí những giai đoạn tốt, biết đâu lợi nhuận nó có thể lên đến gọi 1.500 tỷ. Đó là những giai đoạn tốt thì hoàn toàn có thể như vậy. Đó. Thì nó có hai cái yếu tố hỗ trợ trong tương lai. Đó là lãi vay giảm. Đó là khấu hao giảm. Làm cho chi phí giảm. Từ đó kỳ vọng rằng lợi nhuận của HND có thể gia tăng. Tất nhiên anh chị lưu ý một điều như thế này. Không phải là nó giảm được nghìn mấy tỷ khấu hao và giảm được mấy trăm tỷ lãi là lợi nhuận nó được cộng thêm từng ý đâu. Nhiều anh chị đứng ở giai đoạn 2019-2020 thế lợi nhuận HND 1.000 mấy trăm tỷ, bảo là đến nữa hết khấu hao và hết lãi vay thì nó lợi nhuận phải gấp đôi 2.500, nhưng không có chuyện đó đâu. Bởi vì sao? Bởi vì khi các nhà máy nó dần dần hết khấu hao ấy thì cái công suất huy động của nó cũng giảm, chi phí bảo trì nó gia tăng, tức là không mất tiền khấu hao nhưng lại mất tiền bảo trì gia tăng, được chưa? Rồi công suất hoạt động nó cũng phải giảm dần theo thời gian chứ. Để hai yếu tố. Yếu tố thứ ba là giá điện của nhà nước ấy, thì họ cũng sẽ điều chỉnh cho ông này thấp xuống. Chứ không có chuyện là ông vẫn bán bằng cái giá điện lúc ông khấu hao cao. Thế thành ra lợi nhuận nó có tác động tích cực, nhưng nó không quá là lớn như là người ta kỳ vọng. Được chưa? Không phải giảm một đồng chi phí là lợi nhuận tăng đồng đâu. Mà ông nhà nước ông sẽ bo cái chuyện đó. Ông chỉ cho phần nào. Đó, thì đấy là trao đổi cùng anh chị. Còn về cái cổ tức đây,
thì 2021 đây trả cổ tức lên đến 1.148 tỷ, tức là trả cổ tức khoảng độ 500 triệu, thì tức là trả cổ tức khoảng độ 2.300 đồng, gần 2.300 đồng cho cổ đông năm 2021. Cho dù lợi nhuận như chúng ta nhìn thấy năm 2021 khá thấp, đúng không? 2021 đây có 455 tỷ mà người ta trả cổ tức những 1.148 tỷ, phải nói là rất cao, rất cao anh chị ạ. Đó, thì đấy là về HND. HND là như thế. Tương lai tóm lại về sức khỏe tài chính rất tốt. Thứ hai là cái lãi vay, nợ vay gần hết thì lãi vay sẽ giảm. Thứ ba là cái khấu hao giảm dần và đến năm 2025, 2026 có thể hết. Thì khi đó lợi nhuận có thể nhỉnh đi thêm một phần. Và quan trọng nhất là cổ tức cho HND từ nay trở đi, từ 2021 trở đi nó sẽ cao. Sẽ cao. Đó, thì đấy là trao đổi của anh chị.